Đề cử hớ hên như kiểu mời gọi, gia chủ có một bài học nhớ đời vì chim tặc. Trong nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì thú chơi chim đã phổ biến, nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua chim về làm cảnh. Điều này nảy sinh vấn nạn chim tặc lộng hành, gây trộm ngang nhiên vào nhà dân khi thấy người dân trong lồng chim sơ hở. Clip sau là một ví dụ cảnh báo. Từ clip camera an ninh một nhà dân ở Pleiku, Gia Lai cho thấy có hai đối tượng nam chạy xe dừng trước ngôi nhà, thấy lồng chim treo bên trong, một tên ngồi xe đợi, tên còn lại vào quan sát rồi xách lồng chim ra ngoài, cả hai tẩu thoát. Các đối tượng trộm chim dạo quanh các con ngõ nhỏ để nắm tình hình, thăm dò, phát hiện quy luật sơ hở của chủ nhà để hoạt động. Khi phát hiện những chú chim cảnh có giá trị treo ở ngoài đường hay trước hiên nhà để phơi nắng không có người trông coi, đối tượng liền lén lút đột nhập lấy ngay. Trên thực tế rất khó để định giá một con chim cảnh, có những con chim quý người chơi phải bỏ ra hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng mới mua được. Tuy nhiên người dân vẫn e dè khi bị mất chim cảnh nên thường ít báo cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tìm đối tượng. Thiết nghị trước mắt để hạn chế bị đào chích tiến thâm, bên cạnh việc những người chơi chim chủ động đề cao cảnh giác hơn nữa trong việc giữ gìn tài sản của mình, cơ quan công an khuyến cáo người dân không để chim cảnh ở các điểm sơ hở khuất tầm nhìn, nhất là không nên treo ngoài đường, hiên nhà, trước cổng nhà, tạo cơ hội cho kẻ gian. Còn bà nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.